Nhất trí rồi, em cảm ơn rồi, đúng không ạ? Thì phải có anh em giới thiệu thì mới biết được đến em, đúng không ạ? Em chào toàn thể các bác nhé. Em rất là xin lỗi các bác của anh em là không tiết là chất âm, vì lý do là hiện tại giờ em đang test thêm một bộ sản phẩm nữa để cho anh em ở Tứ Kỳ Hải Dương. Báo cáo với cả nhà là như vậy ạ. Em xin phép là quay lại một chút hình ảnh để làm lấy cái kỷ niệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng để lấy cái ngày để bảo hành cho anh trai. Anh trai ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cả nhà nhé. Mọi người có thấy giống một bộ hôm vừa rồi ở dưới huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ạ? Đấy, các bác cứ đi xe máy nhà em nhé. Em cho cả xe, cả bộ đồ lên xe luôn, đúng không ạ? Đó, nếu không chê em nghèo thì lên xe em đèo các bác nhé. Bộ này về huyện Lương Tài, Bắc Ninh với tổng trị giá là 42 triệu đồng. Thì xin được chia sẻ toàn thể các bác, bộ sản phẩm này có một đôi loa JBL, mã số là JRX112, giá 12 triệu 500. Em có hai đôi về, hôm nay lên được một đôi. Một quả súp JBL JRX118 có hai quả bãi về, giá 11 triệu 500, hôm nay lên được một quả. Bộ ngoài đây các bác nhá, hàng mới tinh, đẩy PS2810 8 triệu 8, lưng tiếng Preo 2 triệu 3, vang GD giá 4 triệu 2, micro PS VK6 giá là 2 triệu 800 ngàn đồng các bác nhá, 42 triệu đồng. Cảm ơn anh em trên mọi miền Tổ quốc quan tâm, quý mến và ủng hộ ạ. Ok, Mr. Dương sẽ chở các bác nhá. Đấy, anh em ở Tứ Kỳ đang test một bộ có tổng trị giá gần 200 cả nhà nhá, gần 200. Đó, nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo về. Xe máy lên xe các bạn, rất cẩn thận đúng không ạ? Đấy. Rồi, tuyệt vời. Em cảm ơn anh trai nhá. Vâng, anh về. Bắt tay anh cái. Rồi. Đây ạ. Bộ này có tổng trị giá gần 200. Anh em đang test cả nhà nhá. Ok chưa? Cảm ơn cả nhà rất nhiều.